Bộ Công Thương vừa có văn bản gửi Bộ Tư pháp về việc thẩm định dự thảo quyết định của Thủ tướng về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện mới. Theo đó, Bộ Công Thương đề xuất cải tiến cơ cấu biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt rút ngắn từ 6 bậc xuống 5 bậc theo đề xuất của Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN và tư vấn nhưng có thay đổi về cơ cấu tỷ trọng so với giá bán lẻ điện bình quân. Mức cao nhất hơn 3.600 đồng 1 kWh, theo Bộ Công Thương, mức tăng giá giữa các bậc là hợp lý, chênh lệch giữa bậc đầu và bậc cuối là hai lần, phù hợp với xu thế chung của các nước trên thế giới nhằm khuyến khích sử dụng tiết kiệm điện hiệu quả thông qua việc tăng chênh lệch giữa giá bậc đầu và bậc cuối.